ảnh này đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những trận chiến vĩ đại trong lịch sử thế giới, đó là Điện Biên Phủ. Nhắc đến Điện Biên Phủ, chúng ta không thể không nhắc đến một người. Ông được xem như một huyền thoại quân sự thế giới khi chỉ huy một quân đội nhỏ yếu đã đánh bại một cường quốc lớn trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái tên đã nói lên tất cả. Nhắc đến Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ cũng là nhắc đến 9 năm vị tướng huyền thoại này cùng Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ và quân dân Việt Bắc Thái Nguyên đồng cam cộng khổ, xây dựng chiến khu, lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc. Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, nơi ra đời những quyết định lịch sử quan trọng, còn là nơi ghi những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp vị danh tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Vinh dự tự hào cho Việt Bắc, Thái Nguyên được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại lập đại bản doanh, lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Pháp, là nhịp sống bước đi hơi thở của cả nước trong một thời kỳ cách mạng vẻ vang, định hóa an toàn khu thủ đô kháng chiến trở thành niềm tin yêu, nơi nuôi chí bền của cả dân tộc. Suốt 3.000 ngày không nghỉ, dưới những tán lá rừng, trong những bản làng Định Hóa, Thái Nguyên, có cả một nhà nước kháng chiến hoạt động suốt ngày đêm với tinh thần tất cả cho kháng chiến, tất cả cho chiến thắng. Tại an toàn khu đã diễn ra biết bao sự kiện quan trọng quyết định vận mệnh dân tộc, ghi dấu một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước. Đất và người Thái Nguyên xứng đáng được vinh danh thủ đô gió ngàn, xứng đáng với trọng trách mà lịch sử giao phó. Và Thái Nguyên là nơi khởi nguồn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Phần lớn cơ quan của Trung ương, của Bộ Tổng Tư lệnh, các đoàn thể thì ở Định Hóa, Bác Hồ thì ở Lục Gia này, ở Khôi Tát này, ở Tỉnh Keo này, rồi còn ở Điểm Mạc, anh Trường Chinh cũng ở trong cái vùng đó. Cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh suốt cả cuộc kháng chiến đều là ở Thanh Định, rồi đến các cái cơ quan mặt trận, văn hóa, tất cả cái này cái kia, phụ nữ cũng phần ở Định Hóa, phần ở Đại Từ. Ở Sơn Dương thì những cái cơ quan có thể người đi lại đông hơn, nhưng mà ở Định Hóa thì cơ quan tuyệt mật ở Định Hóa, cho nên Thái Nguyên vẫn được coi là thủ đô vô sản tiến, mà trong đó ATK Định Hóa là cái ATK chính. Những quyết định lớn là được quyết định tại ATK, tại Định Hóa. Là rồi từ chiến dịch biên giới cho các chiến dịch khác đều quyết định ở chỗ Bác ở, chỗ Xuân Thiên ở Định Hóa. Được tôi luyện qua các chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến dịch biên giới cùng hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, quân đội ta dưới sự chỉ huy của vị tướng tài Võ Nguyên Giáp đã sẵn sàng về tinh thần, về lực lượng quyết một trận cuối cùng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp đầy hào hùng. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. We'll be right back.
tâm thủ đô kháng chiến, nơi nuôi chí bền của cả dân tộc, là nơi thắp đuốc, truyền lửa và soi sáng con đường đi đến chiến thắng. Hành trình từ an toàn khu Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ là hành trình vĩ đại của cả dân tộc. Trên con đường khẳng định độc lập chủ quyền, chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với một tên tuổi, một vị tướng lẫy lừng, Võ Nguyên Giáp, mà mỗi lần nhắc đến ông, người dân Thái Nguyên vẫn luôn nhớ về hình ảnh của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì bà con nhân dân các dân tộc Định Hóa là đã chăm lo bảo vệ Bác, bảo vệ đồng chí Trường Chinh, bảo vệ Bộ Tổng Tư lệnh, trong đó có đồng chí Giáp. Thế rồi thì đồng bào là cũng lúc nào cũng anh văn, lúc nào đi đâu cũng anh văn. Và đến làng nào, xã nào, bản nào của Định Hóa, đại từ của Thái Nguyên thì cũng một điều nhắc đến anh văn, hai điều nhắc đến anh văn. Thì đây là một cái tình cảm mà đồng chí Giáp đã gắn bó, gần như là gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc của Thái Nguyên. Cái thứ hai nữa là mỗi lần đồng chí Giáp lên thì dù thông báo, tỉnh có báo hay không báo, thì các huyện, các xã, rồi đồng bào các dân tộc cũng tìm đến gặp đồng chí Giáp. Nhưng đặc biệt các cái lần đi thăm mới đây của đồng chí Giáp, từ năm 80 trở lại đây, cho đến những cái năm gần đây thì bác cái yếu không lên được, nhưng mà mỗi lần lên đây thì hàng nghìn đồng bào đều đổ ra đường. Khi biết bác Giáp đến là đều đổ ra đường đón tiếp bác Giáp. Nhiều khi là đoàn xe của bác Giáp đi Đại Từ, đi Định Hóa, đi Sơn Dương là đồng bào các dân tộc đều ra đường đón và đón xe, yêu cầu bác Giáp dừng xe lại để đồng bào được tiếp xúc, được gặp gỡ, được thấy bác Giáp khỏe là vui. Tôi nói là cái tình cảm đồng bào của dân tộc đấy. Còn đây, cán bộ đảng viên của Bắc Thái trước đây và Thái Nguyên ngày nay cũng thế, đều có một cái tình cảm đặc biệt đối với lại đồng chí Võ Nguyên Giáp. Và tình cảm của nhân dân các dân tộc nơi đây luôn vẹn nguyên như những ngày chở che bảo vệ cách mạng, bảo vệ chính phủ kháng chiến. Mỗi lần đại tướng về thăm Thái Nguyên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đón đại tướng như đón người thân.